dẫn mọi người là mình check cái filter, mình làm sao để mình biết cái filter nó còn hay hết. Thì khi mà cái filter nó báo mình hết, nhưng mà mọi người cứ vô cái setting này ha, mình vô bấm vô cái setting này. Rồi mình vô cái filter check. Đây, cái chữ filter check hai cái nhà ha. Rồi, khi mà ở đây là total quantity, cái góc bên trái này là số lượng nước. Còn cái góc bên đây là total time, mình không có quan trọng nó nhiều hết ha. Ở chỗ này, khi mà cái màu xanh này đó, mình xài mà nó lấp đầy ô vàng, thì bắt đầu mình mới thay cục filter. Khi mà mình thời gian của mình xài quá ít đi, thì khi mà mình xài nhiều, mình xài ít, thì cái cục filter này, bên cái time này nó sẽ lên tới đây, nó sẽ báo mình thay filter. Nhưng mà khi mình nhìn vô đây, thì mình thấy cái ô xanh này nó vẫn còn dưới này, mà nó chưa lên cái ô vàng, thì mình cứ giữ vậy mình xài. Khi mà nó báo cứ mặc kệ nó, mình cứ vẫn tiếp tục mình xài. Trừ khi nào cái màu xanh này nó lên tới ô vàng thì mình bắt đầu mình mới thay filter. Hả chị ha? Dạ, đó là cái filter check. Đó. Dạ, rồi khi mà cái filter của mình nó hết đó thì bây giờ nó sẽ báo cho mình như vậy. Đó là bây giờ mình vô mình check cái filter. Nha, mình vô mình check filter. Vô chữ setting nè, filter check nè. Rồi, cả nhà thấy ha. Cái này có thể mình xài thêm một tháng nữa. Tại vì cái màu xanh bên đây là cái số lượng nước nè, khi mà nó lấp đầy cái ô vàng này nó mới hết ha. Thì bây giờ mình nếu mà muốn thay trước cũng được luôn, thì bây giờ có thể thay bây giờ cũng được luôn. Thì mình cả nhà quay trở lại hôm ha, rồi mình thay cái filter mới. Rồi, cái trường hợp mà filter nó hết rồi nó sẽ báo mình như vậy, mà mình thấy check cái filter, nếu mà trường hợp bên đây nó lên tới cái màu xanh gần ổ vàng rồi đó, mình hạ thay, mà nó còn có khoảng trống màu xanh đó thì mình vẫn tiếp tục mình xài, tuy rằng nó báo làm. Thấy mấy chị ha. Rồi đây, rồi mình slide nhẹ vô, khi mà nó kêu click mới được đó chị mấy chị ha. Rồi đó là xong là cái phần filter check. Vô chữ setting nè, filter check. Đây là cái mới bước đầu, là cái cục filter mình mới xài thôi đó. Bây giờ là mình xài rất là lâu, nó còn cái của hãng bên đây. Đây là cái thời gian mình xài, số lượng nước, còn đây là thời gian ha, nó không có quan trọng. Bên đây cho dù nó lên tới màu vàng cũng vậy, mà bên đây vẫn còn trống, mình cứ tiếp tục mình xài. Hai mấy chị ha. Thì hồi nãy là ảnh mới thay cái filter mới ha chị ha. Thì bây giờ mình trước khi mình thay vô, mình sử dụng cái nước á, tại cái filter mới thì mình phải xả khoảng vài chục giây. Đây. Thì bây giờ em hướng dẫn với chị xài nước luôn. Khi mà mình mở nước đó, mình cứ mở hết tốc độ ha. Trước tiên là mình đây, mình xả cái này một chút xíu thôi chị ha, cho nó ra. Mình mở nhỏ lại, mình giữ cái nước lại, cái nước này là không bỏ. Rồi, xong. Khi mà mình sử dụng, trước khi mình sử dụng mình phải xả một chút, tại mình mới gắn cái filter vô.